Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong một bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên sóng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, một bản tin rất là quen thuộc. Tuy nhiên với tuần giao dịch này thì bản tin này nó hơi đặc biệt một tí bởi vì trước mặt của chúng ta nó chỉ còn hai cái phiên giao dịch nữa là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Chúng ta tạm thời rời xa thị trường, tạm thời rời xa chứng khoán để chúng ta đón một cái Tết cùng với gia đình, với tất cả anh chị em, và sau đó thì cùng có những cái đánh giá về một năm đầu tư trên thị trường chứng khoán năm 2020. Chúng ta có được những cái gì, chúng ta đang sai ở đâu, chúng ta đã thành công ở đâu, và một cái điều rất là tuyệt vời đấy là cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng của chúng ta thì đang lớn mạnh lên từng ngày. Có rất nhiều những anh chị em ở khắp mọi miền của Tổ quốc và hiện tại là đang ở nước ngoài thì cũng đã biết đến kênh của chúng ta, đã tương tác với Hùng Lê để chúng ta có thêm những cái nền tảng kiến thức rất là tốt. Thì tối ngày hôm nay thì chắc chắn rằng rất nhiều những anh chị em sẽ nghĩ rằng Hùng Lê sẽ không làm bản tin. Tuy nhiên với công việc Hùng đang làm và với một cái cách thức Hùng làm, các anh chị có thể thấy rằng là tất cả những cái bản tin phân tích ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng nó cực kỳ chi tiết và nó mang một cái tính khoa học rất là cao, và chính vì vậy nên trong bất kỳ một công việc nào như vậy thì cũng luôn đặt ra cho mình một cái nguyên tắc đó, và cứ đúng tối thứ sáu hàng tuần thì chúng ta sẽ cố gắng để làm bản tin, trừ khi có những cái việc nó quá là cập rập hoặc là có một việc gì đấy nó quá là đột xuất. Thì kết thúc cái tuần giao dịch cũ thì cũng đã ra bản tin video số 100 141, trong đó phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2, và nói rất sâu cái vùng hỗ trợ của thị trường VN Index ở vùng 1040 điểm, VN 30 ở vùng 1020 điểm, và phái sinh chúng ta có mốc 1020 điểm, 1050 điểm trên bản tin video tuần số 141. Và trên cái bản tin tuần này thì chúng ta nói đến những cái gì? Thứ nhất đó là chúng ta nói đến cái câu chuyện về 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 cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu. Cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu là một cái phiên giao dịch rất là quan trọng, trong đó chúng ta nói đến cái lực cầu. Đây là một cái bản tin song song với cái bản tin phân tích ở trên thị trường, trên trên kênh YouTube thì Hùng có những cái tóm lược lại cho các anh chị ở trên tìm không chat NO02 thì Hùng sẽ nói lại, nhưng mà tất cả những cái này thì Hùng đã nói gần như truyền tải hết lên bản tin video tuần rồi. Thì cái phiên ngày thứ sáu là một phiên giao dịch rất là tích cực, khi mà chúng ta thấy rằng đây là một cái phiên mà cái dòng tiền bắt đáy rất là mạnh và dứt khoát và sẵn sàng thu gom cái hàng giá cao. Đây là một cái điểm rất tích cực của thị trường, nên gần như tất cả các mã cổ phiếu đều xuất hiện một cái hammer rất là dài, và theo Hùng dự báo thì thị trường của chúng ta sẽ test cung một phần cây nến của ngày thứ sáu trước khi mà xác định cái tín hiệu đảo nến của toàn thị trường. Và cái giai đoạn này thì chúng ta thủ sẵn tiền và chờ một cái chen bẻ gãy của thị trường thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ hồi phục. Và cái nhịp hồi phục, cái nhịp khi mà cái tín hiệu đáy được xác nhận thì sẽ có một cái nhịp hồi phục chứ không phải là T3 như các cái phiên giao dịch của ngày 20 tháng 1. Và trong bản tin tuần, đúng không ạ? Trong bản tin tuần thì bản tin tuần video số 141 thì chúng ta có rất nhiều những cái câu chuyện rất là quan trọng, và ngày hôm nay thì Hùng nhắn mạnh lại, và tối nay thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta chia sẻ thêm về câu chuyện về thị trường so với là cổ phiếu. Thì tập trung rất nhiều đến câu chuyện là tạo và dò tìm cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu. Cái điểm hỗ trợ cổ phiếu này nó giúp cho chúng ta định lượng được cái đường đi sắp tới của cổ phiếu như thế nào, và sau đó thì chúng ta tập trung nói về một cái điểm trả cung. Đó, cái điểm trả cung đó chính là cái điểm mà chúng ta cần quan sát trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đây và ngày thứ ba, rất là quan trọng giúp chúng ta nhận diện cái xu hướng của thị trường tiếp theo, và những cái ngưỡng mà chúng ta sẽ quan sát trong trong cái tuần giao dịch mới, đó là VN Index ở vùng 1040 điểm. Thì đây chúng ta sẽ mở lại trên cái bản tin M trên 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 cái biểu đồ M5 thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta sẽ nhận thấy. Thì đây chính là cái điểm xanh xanh này, chính là cái điểm mà khi đó thì kết thúc cái tuần giao dịch, Hùng ra bản tin video số 120 141
Và chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ thị trường đây, các anh chị có thể xem đây, chính là vùng 1.040 điểm, 1.050 điểm. Ở đây chính là cái vùng hỗ trợ của thị trường rất là quan trọng trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Và đến phiên ngày thứ ba thì những cái tín hiệu khởi sắc của VN Index khi mà vùng hỗ trợ được giữ vững, sau đó thì VN Index lần lượt phá các cái ngưỡng cản, và cái ngưỡng kháng cự mà VN Index phá được đó là 1.075 điểm, xuất hiện trong cái thời điểm của cái ngày giao dịch phiên ngày thứ ba đó. Đấy, ví dụ như vậy đó, đối với cái vùng hỗ trợ như vậy. Và đối với VN30 thì hoàn toàn chúng ta cũng như vậy. VN30 chúng ta có một cái vùng hỗ trợ là 1.020 đến 1.030 điểm, thì chúng ta xem cái vùng hỗ trợ thị trường nó rất là quan trọng đấy anh chị đó. Thì đây cũng là cái điểm mà kết thúc cái phiên giao dịch của cái tuần cũ, và bắt đầu ra bản tin video số 141 thì cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ của VN30. Cái vùng hỗ trợ của VN30 đó là vùng 1.020 điểm. Đây các anh chị đó, vùng 1.020 điểm đến vùng 1.030 điểm. Đây thì cái phiên giao dịch đầu tuần VN30 liên tục test cung trên, ở vùng 1.030 điểm, bật lên. Và chúng ta thấy rằng cái thành trì, tức là cái vùng hỗ trợ của thị trường ở đây, vùng 1.020 đến vùng 1.030 của chúng ta được giữ vững. Cùng với đó thì đến cái điểm nhấn kỹ thuật cũng bắt đầu sang cái phiên giao dịch của ngày tiếp theo, khi mà VN30 của chúng ta công thành công cái kháng cự ở vùng 1.070 điểm ở đây đó. Và từ đây thì Hùng bắt đầu phân tích một cái trend lên của VN30 đó. Đối với chỉ số VN Index của chúng ta cũng như vậy, và đối với chỉ số VN30 F1M thì sao, thì cái câu chuyện nó cũng nằm bắt đầu đến từ cái vùng hỗ trợ của chúng ta phân tích ở đây. Đây các anh chị đó, ở vùng 1.050 điểm, và cái điểm M2 là cái điểm sâu hơn ở 1.025 điểm. Đây thì chúng ta sẽ nhìn ở đây thì chúng ta sẽ quan sát thấy một cái điều rất là rõ, thì đây chính là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin video số 141. Khi đó thì VN30 đang ở khoảng vùng 1.080 đến vùng 1.090 điểm. Và sau đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, những điểm test cung về mặt kỹ thuật đã giúp cho điểm phá sinh của chúng ta ở vùng 1.020 đến 1.025. Và đây, cái điểm sâu nhất của phá sinh ở đây này chính là cái phiên giao dịch. Đây các anh chị này, đấy, điểm sâu nhất ở vùng 1.030 điểm. Trên cái thành cái mốc mà dự báo là 1.025 điểm, nó là sâu nhất. Và cái mấu chốt của phá sinh nó cũng đến từ cái phiên giao dịch liền sau đó, đó, sau cái phiên giao dịch của ngày thứ hai đó, thì bắt đầu đến phiên giao dịch của ngày thứ ba, đó là phá sinh công thành công cái vùng 1.075 điểm để vững vàng đi lên đó. Thì mấu chốt vấn đề của chúng ta ở trong bản tin tuần video số 141 có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta đánh giá về cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu và các cái tín hiệu trả cung. Ở vấn đề thứ hai, chúng ta tập trung để phân tích cái vùng hỗ trợ của thị trường. Đó, cái vùng hỗ trợ của thị trường rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có được cái vị thế của chúng ta. Đó, khi những cái vùng hỗ trợ đó không bị phá vỡ và nó được giữ vững, thì lúc đó chúng ta có thể cầm nắm cổ phiếu để chúng ta bắt đầu mua gom, bắt đầu khởi nguyên một cái chân sóng. Và cái ý thứ ba nó rất là quan trọng về trong cái bản tin phân tích tuần video số 141, đó là Hùng có nhấn mạnh cái câu chuyện là khi thị trường hồi thì nhóm nào sẽ hồi nhiều nhất. Thì Hùng có chia sẻ rồi, khi thị trường chung hồi á thì cá lớn cá bé, thuyền lớn thuyền bé, cổ phiếu tốt xấu, to nhỏ bé to thì nó sẽ tăng theo cái xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên chúng ta cần phải lọc ra những cái nhóm nào sẽ là những cái nhóm mà sẽ nhạy nhất với thị trường. Thì Hùng đã đưa ra cho các anh chị, định hướng cho các anh chị nhóm banh chứng khoán P và trụ sẽ là những cái nhóm mà nó sẽ nhạy nhất với cái lực hồi phục của thị trường. Và tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích những cái nhóm cơ bản này để các anh chị thấy rằng là như vậy những cái phân tích của chúng ta, những cái định lượng của chúng ta nó đúng hay là nó sai. Và Hùng cũng nói rằng là cái tuần giao dịch vừa qua là một cái tuần cực kỳ là bận rộn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải liên tục tìm ra các cái điểm hỗ trợ và liên tục tìm ra các cái điểm vào của cổ phiếu. Là điểm vào cổ phiếu chính là những cái điểm mà cổ phiếu xác nhận cái xu hướng đả cung thành công.
Đó, và như vậy là từng phiên giao dịch một thì bắt đầu nói phiên ngày thứ hai đó, ví dụ như là ngay lập tức của phiên ngày thứ hai đó là tech đã phải đảo này, POVK này, BSR này, rồi STB này, VPBank đảo hàng này, vùng 30 31 này, HD Bank này, VCI này, vùng 49 đến 49.5 của phiên giao dịch ngày hôm nay này, BIDV này, VIX này. Ở 11 giờ hiện tại đó, và Hùng liên tục phân tích từng cung giờ cho các anh chị về VN30, về phái sinh để chúng ta xem là ở đó như thế nào, bộ ba chỉ số này, rồi tất cả mọi thứ phái sinh và ATC rồi đó. Và sau đó thì kết thúc một cái phiên giao dịch của ngày thứ hai, Hùng lại tiếp tục có một cái bản tin phân tích rất là chi tiết cho các anh chị về các cái chỉ số, về chỉ báo kỹ thuật và đối với kịch bản cho phiên ngày mai đó. Rồi xong đó tiếp tục cập nhật này, hiện tại Hùng thấy nhóm banh này đó, ví dụ ngày mùng 2 tháng 2 lúc 10 giờ 22 tất cả cập nhật các mã cổ phiếu về nhóm banh, rồi cập nhật về phái sinh và VN30, rồi kết thúc phiên giao dịch sáng thì phiên của ngày thứ ba đúng không ạ, thì cũng đã bắt đầu nhận thấy những cái hơi thở rất là nhẹ nhàng hơn rồi khi mà các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật nó phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba rồi. Rất nhiều các anh chị, và trong một tuần thì chúng ta sẽ không thể nói hết được, và kết thúc một phiên giao dịch ngày thứ ba đó trong một buổi tối, cứ 22 giờ thường thường buổi tối thì cũng sẽ đánh giá lại cái kịch bản của phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó tốt hay nó xấu đó, và cái kịch bản cho phiên ngày mai thì nó sẽ như thế nào đó, ví dụ như vậy đó, ví dụ đây đúng không, ví dụ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba này thì chúng ta sẽ có các cái ngưỡng hỗ trợ cho thị trường này, sau đó đã công được thành công các cái vùng kháng cự mạnh này, thì đây là tín hiệu rất tích cực của phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau phiên giao dịch ngày thứ sáu thì Hùng đánh giá hai phiên bản lề là phiên ngày thứ hai để ngày thứ ba quyết định xu hướng chung của thị trường, và đến giờ phút này thì có thể khẳng định là tích cực, tức là kết thúc phiên giao dịch của phiên ngày thứ ba nó được đánh giá là tích cực. Vậy thì phiên ngày mai sẽ như thế nào sau một phiên giao dịch hôm nay thì nôm na chúng ta ở đó rồi, thì Hùng tiếp tục đưa ra những cái vùng kháng cự cho thị trường, ví dụ VN Index sẽ kháng cự ở vùng 1.080 điểm chẳng hạn, ví dụ vậy. Phái sinh sẽ kháng cự ở vùng đây 1.100 điểm đúng không ạ, VN30 sẽ ở 1.090 điểm. Cùng với đó thì nhiệm vụ ngày mai VN Index phải giữ được vùng hỗ trợ ở đây, phái sinh phải giữ được vùng hỗ trợ 1068 đó, thì đấy là một cái cách mà chúng ta liên tục dò tìm đường đi trên một cái con đường đi như vậy đó, thì từng phiên giao dịch một chúng ta sẽ có những cái câu chuyện như vậy đó. Và ví dụ như đây tối ngày hôm qua nó rất nhiều các anh chị đó, thì cũng sẽ nói kỹ hơn một tí. Ngày hôm qua thì cũng có tập cập nhật thêm nhóm thép này, cập nhật lại nhóm ngân hàng này đó, cảng biển này đây, ví dụ như đây. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì Hùng thấy rằng là quá trình phục hồi của thị trường chung rất là ok. Vậy thì Hùng chia sẻ với các anh chị là hai vấn đề chính thị trường chung sẽ như thế nào và đánh giá nhóm nào thì sẽ tiếp tục, ví dụ như vậy. Thì thị trường chung này đó, ngưỡng cản này của thị trường chung đó, ví dụ như vậy. Thì cái phiên Hùng đã chuẩn bị sẵn cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì thị trường chung sẽ gặp cái kháng cự 1.000 VN Index ở vùng 1.025 điểm, 1.125 điểm, VN30 ở vùng 1.130 điểm, và phái sinh sẽ gặp kháng cự ở vùng 1.140 đến 1.145 điểm, ví dụ như vậy. Và các cái ngưỡng kỹ thuật để đảm bảo là thị trường còn được đi tiếp này, rồi các ngưỡng test ngắn đấy, các ngưỡng test ngắn này rồi. Và sau đó thì cũng có phân tích về nhóm ngành, ví dụ như vậy, thì cũng tiếp tục đánh giá là phiên quan sát nhóm banh gần như không chỉnh, tức là phiên ngày giao dịch thứ năm banh không chỉnh, nên là nhóm nhóm chứng khoán thực sự phân hóa vẫn ổn định này, nhóm P tiếp tục tăng trụ luôn phiên chứng nhịp, điều này cho thấy là tạo lập đang dẫn dắt thị trường có ý đồ, và theo phân tích dự đoán của Hùng Lê đó là long. Như vậy nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ tiếp tục tăng sau nhịp chỉnh kỹ thuật này, và cơ hội chỉnh kỹ thuật để chúng ta tiếp tục gom hàng với các cái mã cổ phiếu đó. Hùng tiếp tục đánh giá P này, đánh giá nhóm điện cảng biển này, khu công nghiệp này, Viettel này, và sau đó thì tiếp tục cập nhật ví dụ nhóm bán lẻ này, banh này, rất 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 nhiều đó. Thì
Và trên cái room này thì nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là không chat, tức là không ai được chat ở trên này. Và các anh chị có thể tìm những cái từ khóa, ví dụ Hòa Phát chẳng hạn, HPG, thì chúng ta sẽ có tất cả các cái mã cổ phiếu Hòa Phát và nó sẽ hiển thị ngày cho chúng ta ở đây. Đó, ví dụ như vậy, hoặc là ví dụ Techcombank. Đó, ví dụ như vậy thì nó sẽ có này, ví dụ ngày mùng 1 tháng 2 có cập nhật này, ngày mùng 2 tháng 2 có này, rồi ngày hôm qua có này, ngày hôm qua có. Đó, ví dụ như vậy thì đây nó sẽ trở thành một cái kho tàng về về mặt gọi là kiến thức. Đó, tất cả những mặt về kho tàng về kiến thức, về kỹ thuật, về thị trường hàng tuần, thì đấy là một trong những cái thế mạnh của ông Lê dành cho tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của đã chuyển về team của ông Lê tại công ty chứng khoán VBS. Thì cái câu chuyện đó là cũng có chia sẻ với anh chị như vậy, một vài cái câu chuyện về thị trường trong tuần vừa qua. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi để view một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành cơ bản. Thì trong tuần này thì Hùng sẽ không phân tích nhiều, Hùng chỉ phân tích một số các cái nhóm ngành cơ bản thôi, trụ và banh một số các cái nhóm thôi, để cho các anh chị làm gì. Thì rất nhiều những anh chị là bây giờ có tinh thần là nghỉ Tết sớm, bảo là thôi bây giờ đến Tết rồi tôi nghỉ, ra Tết tôi mua. Nhưng mà xin thưa với các anh chị là ra Tết các anh chị mua có khi lại dính xả. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Nên là cái khi mà Hùng có những cái phân tích về cái khởi nguyên của những con sóng, khi mà có những phân tích điểm hồi về mặt kỹ thuật, khi mà có phân tích những cái điểm mà hỗ trợ của cổ phiếu thì các anh chị cân. Đó, khi các anh chị bắt đầu chủ động cân thì nó lại bị xả. Đấy, câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Nên những điểm mua đẹp của thị trường, những điểm mua đẹp của cổ phiếu nó chỉ có một quãng thời gian thôi, chỉ có một vài điểm thôi. Và qua những cái điểm đó thì chúng ta sẽ không còn những cái điểm mua đẹp nữa. Đấy. Rồi VIX trong tuần vừa qua thì đã có một cái lực hồi phục kỹ thuật về cơ bản rất là tốt. Và với lực hồi phục này thì chúng ta dự báo rằng VIX sẽ kéo về khoảng vùng 110 đến vùng 110 đến khoảng vùng 111 của VIX. Vinhome, tín hiệu Vinhome thì cũng như vậy, hoàn toàn tích cực. Và trong bản tin tuần video số 141, Hùng Lê nhấn mạnh lại đó là chúng ta tìm điểm hỗ trợ của cổ phiếu, đó là điểm hỗ trợ trung và dài hạn. Ví dụ Vinhome chúng ta tìm ra vùng 83 đến vùng 85. Thứ hai, chúng ta tìm điểm chém cung tả nhịp. Đó, chém lại để nó trả lại cái nhịp cung đó, thì Vinhome chúng ta tìm lại ở vùng 87. Và chúng ta thấy rằng hai cây nến của Vinhome suýt soát sâu nhất ở vùng 83.3, tức là suýt soát với cái vùng mà chúng ta dự báo ở đây. Thì cái câu chuyện là khi mà Hùng phân tích một cái vùng dự báo trả cung thì các anh chị có thể cân nhắc cộng trừ thêm một ít, đó tùy từng kỳ vọng của các anh chị để chúng ta mua. Và Vinhome thì cũng như vậy, Vinhome đã bắt đầu có một cái lực hồi phục cực kỳ là tốt rồi, khởi nguyên của một con sóng, chạm về vùng kháng cự 100-102, dự kiến sẽ chỉnh kỹ thuật. Cổ phiếu Vincom thì theo hỗ trợ đây vùng 29.5 đến vùng 30, dự kiến chém cung ở khoảng vùng 31. Và lực phục hồi của Vincom thì theo đã đưa cổ phiếu này về đâu đó đến khoảng vùng 33.5, sẽ có những nhịp chỉnh kỹ thuật quanh vùng 32, không gãy. Điểm trừ của em này hiện tại cầu đang hơi thấp, cầu lên khoảng tầm độ 6-7 triệu một phiên và tiếp tục kéo cổ phiếu lên, thì như vậy là tín hiệu sẽ tiếp tục đánh tiếp. Em Sabico thì đến thời điểm hiện tại nhìn chung nó là từ vùng hỗ trợ 165 đánh lên như này thì Sabico sẽ có tín hiệu tạo nền ở vùng 177 đến vùng 179. Vinamilk thì khi thị trường hồi thì trụ sẽ là thằng hồi đầu tiên, và các anh chị nhìn thấy chưa, nhìn thấy sướng chưa? Đây là điểm kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ 6 ra bản tin video số 141. Và trụ sẽ là cái thằng đi đầu tiên, nó kéo đầu tiên đó, và Vinamilk cũng đã kéo. Với tín hiệu hiện tại, Vinamilk sẽ có những điểm test cung ở vùng 107-108.5, không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trên khoảng tầm 2 triệu. Kỳ vọng Vinamilk nhịp này sẽ tiếp tục kéo và sẽ kéo vượt kháng cự khoảng vùng 112.5. Cổ phiếu GTN, chúng ta phân tích thêm cái hệ sinh thái của ông Vinamilk. GTN không có gì cả, hỗ trợ ở đây các anh chị chém cung ở khoảng vùng 22. Rồi chém cung ở vùng 22, và hiện tại thì đang có những cây doji xếp khá là chặt ở khoảng vùng 24, lực cầu quay trở lại cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. MML thì cũng cơ bản là em này thì cũng khá là ok thôi, không có vấn đề gì cả.
Hỗ trợ của em này ở khoảng vùng 47.5 đến vùng 48. Và dự kiến thì cũng sẽ kéo lên được khoảng vùng 54 đến khoảng vùng 55. Phân tích một số các mã của nhóm ngành hàng không VRC. VRC đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có một cái nhịp hồi phục và điểm chém cung. Chúng ta nói là vùng 122, VRC đã hồi phục về đến cái vùng ở đây, vùng kháng cự 131 với tín hiệu cầu. Hiện tại thì VRC sẽ có thêm một vài điểm đi ngang, và trước khi mà khả năng trang tuần tới sẽ có 1 đến 2 phiên giao dịch VDC sẽ kéo bung lên khoảng vùng 135 trước khi mà có những cái điểm chỉnh tiếp theo. Cổ phiếu HVN. Rồi đây, HVN chúng ta nói hỗ trợ vùng 24 đến vùng 24.5 trên bản tin tuần. Sau đó điểm chém cung. Đấy, các anh chị nhìn thấy nó chém này, chém cây này đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn. Test lại trên vùng 24.5, sau đó lực cầu ổn định quay trở lại kéo. Với hiện tại HVN sẽ có xu hướng có thể kéo lại được ở đây là khoảng vùng giá 27.5, dự ở đây này, khoảng vùng 27.5 ở đây, rồi nó sẽ chỉnh kỹ thuật trước khi mà nó hình thành nên được một cái nhịp tăng đợt 2, tức là nó sẽ đi kiểu như này các chị này đó. Và sau đó thì chúng ta có những bản tin tiếp theo để chúng ta đánh giá những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây, để chúng ta đánh giá xem là HVN có đi được tiếp nữa hay không. Cổ phiếu ACV, cổ phiếu này thì gần như là chúng ta phân tích không trượt phát nào cả. Từ những cái nhịp mà chúng ta phân tích sóng lên ở bên này, cực kỳ có duyên với em này. ACV trên bản tin tuần chúng ta nói hỗ trợ vùng 65 đến vùng 65.5, và cổ phiếu đã có những cái điểm test trả cung về mặt kỹ thuật rất là đẹp ở đây. Với lực cầu hiện tại thì sẽ đưa về vùng kháng cự. Đây ngày xưa là vùng hỗ trợ, khi nó bị gãy hỗ trợ này nên nó mới đạp bùn phát đây này. Đấy, các anh chị được cổ phiếu mà gãy hỗ trợ là nó chỉ có đạp thôi. Rồi, thì nó lại đi về lại cái vùng ở đây, đó là vùng 75. Thì xu hướng là theo quan điểm vùng nó sẽ có thêm khoảng 1 đến 2 phiên test kỹ thuật ở đây. Đó, vùng 74 không gãy thêm 1 2 phiên kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ nâng được cái target của em này lên khoảng vùng 8x. Cổ phiếu AST. AST chúng ta nói hỗ trợ 53 54, điểm chém cung ở vùng 55 cực đẹp. Và từ điểm chém cung này thì dự kiến là em này sẽ đánh về lại được khoảng vùng giá 6x. Và về đến đây thì cũng sẽ có những cái đánh giá tiếp theo. BVH. Chúng ta nói điểm chém cung của BVH ở vùng 53 hỗ trợ ở đây rất là đẹp, và từ đây thì BVH cũng đã đánh lên về tiệm cận lại cái vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 61, vùng 60 đến vùng 61. Thì theo dự báo thì cũng dự báo là cổ phiếu này sẽ có những điểm test cung lại ở cái vùng trên 6 dưới 60 cộng này thêm 1 đến 2 phiên, sau đó đánh giá cái tín hiệu test cung ở đây nó thành công hay không thành công trước khi mà BVH sẽ có một cái lực kéo tiếp theo lên ở đây. Cổ phiếu của Mansan, đó, Mansan hỗ trợ của Mansan ở đây đúng như anh chị, tuyệt vời chưa, 78.3 đến vùng 80. Nó có thêm sau cái phiên mà tạo đáy của ngày thứ 6, nó có thêm 2 điểm test cung, và dự báo từ điểm test cung này thì sẽ kéo, lực kéo của Mansan tốt, chạm vùng 90 rồi. Và sang tuần thì Mansan có thể có những phiên test ở quanh vùng 88.3, không gãy lực cầu tiếp tục vào thì sẽ đưa cái target của Mansan lên khoảng vùng giá 95. Họ Mansan thì chúng ta có những mã cổ phiếu lúc nãy mình bị nhầm Vinamilk sang Mansan á, MML là của họ nhà Mansan. Thì MML nó có một cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây này, đó là vùng 47.5 đến vùng 48.5. Kháng cự ở đây khoảng vùng 54 đến vùng 55, và cổ phiếu này thì có cái cơ bản là cái thanh khoản nó thấp nhưng mà xu hướng thì có thể đánh chạm về đến vùng 54 đến vùng 55. MSR là một cái mã cổ phiếu mà rất yêu thích với quan điểm vùng như vậy, không biết cả của anh chị như thế nào, bởi vì cái thanh khoản của em này thì cũng tương đối là tốt, tức là khoảng tầm trên 5k, trung bình trên 5k một phiên, như vậy là chúng ta có thể giao dịch được rồi. Hỗ trợ ở đây vùng 15 đến vùng 16.3, điểm chém cung ở vùng 7.3. Lực hồi kỹ thuật của cổ phiếu này đi song trùng với thị trường và đang đưa cổ phiếu này về lại vùng kháng cự, đây là vùng 20. Dự kiến sẽ có những điểm test cung lại vùng 18.3, 18.8, không gãy
lực cầu tiếp tục vào trên khoảng 1 triệu cổ phiếu thì nhịp này thì cũng tiếp tục kỳ vọng đưa target của em này lên khoảng vùng giá 24. MWG, PNG. Tín hiệu hiện tại của MWG thì nó cũng chưa thực sự là tích cực, cũng không tiêu cực. Bởi vì sao? Bởi vì MWG đối với thời điểm hiện tại nó đang đi ở trong một cái biên hẹp. Và cái biên này thì chúng ta đã nói đến 123 và biên kháng cự ở đây khoảng 135. Thì xu hướng là MWG tạm thời sẽ đi ở trong cái biên này trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì sẽ đi phân tích thêm. PNG hiện tại đang có một cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng, chính là cái điểm nhấn mà chúng ta sẽ view lại một tí. Đó chính là cái điểm nhấn mà trong cái quá trình mà phân tích của sóng lên của PNG từ đây thì chúng ta nâng cái target của PNG đó là vùng 83 đến vùng 85 trong những cái bản tin phân tích tuần ở trước đây. Sau đó PNG chỉnh thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây của PNG quá đẹp luôn. Ai bán phiên này thì bây giờ chỉ biết ngồi nhìn thôi, chắc chắn là các anh chị sẽ không dám mua lại, cái câu chuyện nó nằm ở chỗ ấy. Sau đó thì PNG có một cái điểm test cung này, vùng 77.5 đã phân tích trên bản tin tuần rất là đẹp. Và thời điểm hiện tại PNG đã đưa về cái vùng kháng cự 83 đến 85. Thì về đến vùng này thì quan sát, chúng ta không mua, có hàng thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta chờ chốt. Ví dụ vậy, nếu như cổ phiếu mà test lại cung các anh chị lưu ý là cổ phiếu test lại cung 83 không gãy 83 không gãy thì chúng ta tiếp tục cầm. Còn nếu như cổ phiếu bị test cung gãy 83 chúng ta bán. Đấy, quan điểm nó như vậy. Tức là khi gãy 83 có nghĩa là cổ phiếu bị gãy về mặt kỹ thuật đó các anh chị. Cổ phiếu Bình Minh thì chia cổ tức. Chính vậy nên là chúng ta phải hạ hết các độ cao này. Và chúng ta sẽ nhìn về 63.5 sẽ là kháng cự hỗ trợ của em này ở vùng 56 đến vùng 57. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Bình Minh sẽ chạm về khoảng vùng 62 cộng. Tức là sẽ chạm về cái vùng kháng cự đây. Sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Và sẽ căn cứ cái nhịp chỉnh kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu này. Cổ phiếu ba con A hiện tại đánh giá là tích cực và cái vùng hỗ trợ của ba con A khá là cứng ở vùng 12, rất đẹp ở đây, đã phân tích trên bản tin tuần rồi. Kể cả những cái điểm test cung của ba con A trong phiên giao dịch của ngày thứ 3 và ngày thứ 4 đó thì nó cũng chỉ nằm ở trên cái biên 12 này thôi. Lực cầu đã kéo cổ phiếu này đi được một nhịp T3, đâu được mấy phần trăm cũng được á. Sau đó thì cũng đang quan sát ở đây vùng 13 đến vùng 13.3, những tài khoản đang cầm cổ phiếu Bana chúng ta sẽ quan sát ở vùng này. Không gãy thì cái lực cầu, cái cơ bản là lực cầu sẽ tiếp tục đổ vào với cổ phiếu này, chung với xu thế thị trường mà cái xu thế thị trường đang lên mà, nên là nó sẽ lên thôi. Cổ phiếu DAG thời điểm hiện tại cũng đẹp rồi. Vùng hỗ trợ của DAG vùng 5.8 đến vùng 6, điểm chém cung 6.15, dự kiến những cái điểm tích lũy ở quanh vùng này sẽ giúp cổ phiếu DAG hồi phục. Và điểm này chúng ta, những anh chị nào kẹp hàng chúng ta chú ý mua để chúng ta chém cá. G và phân tích ông già FPT. G cũng là một cái mã cổ phiếu rất là già cỗi, đúng không ạ? Và trong những cái thời điểm hiện tại, những cái thời khắc hiện tại là chúng ta đánh những cái nhịp gọi là nhịp xổ số. Rồi, và G cũng trong tuần thì cũng đã chạm về cái vùng hỗ trợ của G ở đây và sau đó bật lên, chính là vùng 46. G bật rất là nhanh. Với lực bật rất là nhanh như này thì chúng ta cũng sẽ rất khó là mua. Đấy, câu chuyện là chúng ta phải chia sẻ thẳng thắn với nhau như vậy. Và nó G đưa về lại cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 55 thì chúng ta, anh chị nào mà có hàng gãy vùng 52.5 thì mang hàng ra mà chốt. Rồi, ông già FPT đó đã trở thành một chàng thanh niên rất là khỏe khoắn. Và cái vùng hỗ trợ của FPT trên bản tin tuần chúng ta nói đến đó là vùng 6X ở đây, quá đẹp các anh chị. Sau đó thì FPT có một cái điểm test cung này, test mà test thế này gọi là test cực đỉnh, tức là không lấp vào cái cây nến của cái phiên ngày thứ 6 mà nó vẫn ngồi chồm chỗm ở trên cây nến của ngày thứ 6, cực kỳ khỏe luôn. Đó, và từ đây thì FPT bắt đầu hồi và những cái lực hồi của FPT đến thời điểm hiện tại là đã chính thức trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một sóng lên ở đây, chính thức là đã hoàn thành vùng giá 7X. Và FPT vươn lên được 7X rồi thì nó sẽ test lại cung và chúng ta sẽ quan sát những cái điểm test cung lại ở vùng 7X ở đây, sẽ có thêm định lượng. DGWK là một mã cũng rất là nhiều anh chị em quan tâm. Rồi, anh chị hỗ trợ ở đây
vùng 65 đến vùng 67 đẹp như trăng rằm trên cái câu chuyện là vùng hỗ trợ trên bản tin tuần. Sau đó thì phiên ngày thứ hai tiếp tục có những cái điểm test cung lại ở trên vùng này, như vậy là cổ phiếu rất là khỏe này, lực cầu vẫn duy trì ổn định trên 300 này. Rồi và DigiWall thì đến thời điểm hiện tại là xu hướng sẽ đánh về khoảng vùng 85, mạnh hơn sẽ đánh về vùng 90. Cổ phiếu này kéo dốc lắm, khi kéo là chạy thôi. Đấy, anh chị nhìn nhé, chạy, nó chạy một mạch thôi, nó không có nghỉ đâu, gần như là không nghỉ. Cổ phiếu CMG cũng tương đối là hay. Đến thời điểm hiện tại thì CMG cũng hình thành được một cái nền hỗ trợ đây, 31 đến nền 32, đang có một nhịp đánh lên được 35 rồi. Thì các phiên giao dịch sắp tới nó sẽ test cung lại vùng 33.5, không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì được khoảng tầm trên 200.000 cổ phiếu. Cổ phiếu này thanh khoản hơi thấp thì chúng ta có thể cân thêm hàng. ITD, mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ này thì chúng ta cũng sẽ nhìn ở trên góc độ gì? Trên góc độ nến tuần các anh chị nhé. Nhìn trên đến ngày nó khó chịu lắm. Thì em này là vùng hỗ trợ là 10. Và những cái điểm test cung ở đây có thể tính toán là khoảng vùng 10.5. Hôm nay là như vậy, từ vùng 10 đến vùng 10.5 thì cứ thế là cân. Đó, thanh khoản nó hơi thấp nên là cổ phiếu này thì cầm dài hơi một tí, chứ còn nếu mà lướt lát là khó chịu lắm. Rồi, đi phân tích một số các mã ngành của nhóm ngành xây lắp, bao gồm Novaland. Đối với em Novaland thì nó mang cái ý nghĩa về cái câu chuyện là giữ nhịp cho thị trường nhiều hơn là về cái yếu tố đầu tư. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chịu khó một tí thì vẫn lướt lát được, và kháng cự của em này ở khoảng đây vùng 84 đến vùng 85, nó sẽ đạp về lại hỗ trợ ở đây khoảng vùng 77 đến khoảng vùng 78. Cô Tích Công rồi, đã bị một cái lực đạp rất là ok ở đây rồi. Đạp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có điểm chém cung ở khoảng vùng 68. Từ vùng này thì Hùng bắt đầu phân tích một sóng lên, và sóng lên này thì dự kiến Cô Tích Công sẽ chạm lại khoảng vùng 75 đến khoảng vùng 76. VCS thổi hồn vào đá, đúng không ạ? VCS có một cái điểm hỗ trợ ở đây, điểm 65, và điểm test cung của cổ phiếu này đó là vùng 7x. Từ vùng 7x này thì VCS sẽ kéo về lại đây, ok rồi, chạm với vùng kháng cự 80, khả năng là sẽ có thêm một vài phiên test kỹ thuật ở đây, tức là test lại vùng 78 các anh chị. Test lại vùng 78 không gãy, các anh chị lưu ý test lại vùng 78 không gãy, và lực cầu tiếp tục vào khoảng trên 35k thì cái xu hướng có thể nâng cái target phục hồi của em này có thể lên lại được ở khoảng vùng 85 đến khoảng vùng 86.5. HDC là một mã cổ phiếu rất hay. Điểm hỗ trợ trên bản tin chúng ta phân tích tuần đó là vùng 34. Đó, này, nó có những điểm chém này, chém lại cung 2 cây, chém lại vùng 34 không gãy. Lực hồi phục đã đưa cổ phiếu này về lại vùng đỉnh cũ 40, và về đến vùng này thì nó không thơm nữa rồi. Đó, nó có thể kéo qua vùng 40 một tí, sau đó nó sẽ test cung. Thì những tài khoản nào chúng ta đang cầm, anh chị lưu ý, test cung ở lại khoảng vùng giá 39 không gãy thì chúng ta cầm, gãy 39 thì chúng ta té. Quan điểm như vậy thôi, hỗ trợ ta mua, kháng cự ta bán. Khi cổ phiếu test kháng cự mà không được thì chúng ta cũng bán. HDG ở đây, hỗ trợ ở đây có đẹp không anh chị? Đó, vùng này thì chúng ta mua, nhưng vùng này thì tại sao chúng ta phải mua? Đúng không ạ? Câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Nên là nhiều anh chị cứ bảo là em ơi, cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào xấu, chả có thằng nào tốt, cũng chả có thằng nào xấu. Ông nào mua ở vùng 45 xong nó lắc cho mấy phiên về đến đây, về đến vùng 33.5 thì HDG xấu hay tốt ạ? Xấu, đúng không? Lỗ chẳng vó, chả xấu. Nhưng khi xem bản tin tuần đó, nhìn thấy ông Hùng ông bảo chỗ 33.5 này ngon rồi, đúng không? 35 này ngon rồi, ta bắt đầu ta sơi tí thử xem. Nó về đến hôm nay kết tuần là đóng lên 4x, là ngồi cười khà khà, đúng không? Đó, thì câu chuyện tốt xấu nó nằm ở cái thời điểm thôi các anh chị. HDG đẹp rồi các anh chị, với lực cầu như thế này là ổn và đã đưa được cổ phiếu về đến cái vùng 39 đến vùng 40. Thì với cái tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta sẽ kỳ vọng đưa cổ phiếu này về khoảng vùng 41 đến vùng 42.
42 à 42 đến vùng 43, tức là nó tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ ở đây là hoàn toàn khả thi. HDG, HDC rồi. Rồi Đạt Phương DPG, đây cũng là một cái mã cổ phiếu gọi là rất là quần chúng đấy, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị quan tâm. Thì Đạt Phương ở trong một cái nhịp đây, khi mà chúng ta chú ý này, Hùng nhắc lại này. Các anh chị nhớ lại xem những cái bản tin Hùng phân tích về cái câu chuyện là Đạt Phương bị mất cái vùng 32.5 và mất cái điểm này chính là cái điểm mấu chốt của vấn đề, và từ đây thì Đạt Phương nó rơi. Và nó rơi về đâu thì cái câu chuyện không ai có thể dự báo được nó rơi về đâu cả. Và đến bản tin tuần video số 141 thì mới bắt đầu nhìn thấy được cái vùng xây nền 22 đến vùng 23, và từ đây thì cũng có một cái điểm chém cung ở vùng 24, và từ điểm 24 này phân tích một sóng hồi, và sóng hồi này thì dự kiến sẽ đi lại vào vùng 28 đến vùng 28.5. Fecom và đất xanh. Ở cổ phiếu Fecom thì cũng như vậy, chúng ta có một cái vùng đây 10.3 đến 10.5 hỗ trợ. Ở ngắn hạn thì Fecom cũng đã chặn lại về cái vùng kháng cự 12 rồi, nên là nó sẽ có những cái điểm chém chém lại cung ở đây khoảng vùng 11.3 không gãy, và lực cầu tiếp tục vào khoảng trên 2 triệu cổ phiếu, và kéo giá của em này vượt thoát vùng 12 thì đấy cũng là những cái thời điểm mà các anh chị có thể cân nhắc để cân thêm hàng. Đất xanh, đất xanh rất là ok. Sau một cái nhịp đạp của đất xanh đây về đúng hỗ trợ, và chúng ta trên bản tin phân tích tuần chúng ta có nói đến câu chuyện hỗ trợ đây 17.8 đến vùng 18.3. Lực cầu hồi phục và đã đưa cổ phiếu này về lại cái vùng kháng cự mạnh 23.5, và về đến vùng này thì nó không còn thơm nữa. Các anh chị lưu ý nó không còn thơm nữa, và chúng ta chú ý để chúng ta có hàng, chúng ta canh để chúng ta chốt, chúng ta tuyệt đối chúng ta sẽ không mua ở những cái vùng đó. HBC ở thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều cái dư địa, các anh chị tạm thời quan sát vùng hỗ trợ 15 và vùng kháng cự ở đây là vùng 17 đang nằm ở trong cái biên này, bởi vì chúng ta thấy rằng là có những tín hiệu dòng tiền đánh ở đây, nhưng mà chúng ta xem lại xem để chúng ta đánh giá thêm là cái dòng tiền lớn của HBC có nằm lại cổ phiếu nữa hay không, và có nằm lại hay không đấy chính là cái mốc 15. Nếu nó còn nằm lại trong cổ phiếu này thì mốc 15 nó không được gãy. Chứ còn nếu mà nó gãy mốc 15 với một cái lực cầu bán khoảng trên 10 triệu cổ phiếu thì to, chúng ta bán đi. Đó, thời điểm đấy chúng ta sẽ không giữ nữa. CRE là một mã cổ phiếu rất hay, cũng có duyên. Đó, chúng ta phân tích một sóng lên ở bên này rồi, đúng không ạ? Và gần như là tuyệt đối phân tích một cái target 30 trên 30, nhưng mà cây nến này đạt được đến đâu? Đạt được 29.65 trên 30. Trong những cái bản tin phân tích tuần các anh chị có thể xem lại những bản tin cũ, và sau đó thì đổ rồi. Đổ đây, bây giờ nó đang xây lại cái hỗ trợ đây 23.5. Thì cổ phiếu gặp vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ giải ngân thăm dò vị thế. Hàng T3 về cổ phiếu đúng thì chúng ta bắt đầu như thế, chúng ta mua lên. Vui không anh chị? Đánh cổ phiếu vui chứ. Rất nhiều những anh chị sẽ out khỏi thị trường chứng khoán, nhưng cũng sẽ rất nhiều anh chị sẽ trở thành chiến binh. Đó là một cái điều khẳng định cũng lên như vậy. Và những anh chị nào chịu khó theo dõi những cái bản tin video của cũng lên thì nó sẽ trở thành, sớm muộn thì nó trở thành chiến binh thôi. LDG đến thời điểm hiện tại, sau một cái lực phục hồi của nó ở đây khoảng vùng 6.65 thì chúng ta tạm thời quan sát ở vùng 7. Xu hướng hiện tại thì nó chưa chạy được đâu anh chị. Nó sẽ có thêm những cái điểm test trả cung cầu quanh vùng 7, chúng sẽ có thêm những cái phân tích định lượng trên room không chat. LCG trên bản tin phân tích tuần hỗ trợ đây 11.5 12. Kết tuần như thế này là ổn rồi các anh chị. Đánh được qua vùng 13.7 với tín hiệu này, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng em này sẽ đánh về lại vùng đây là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. 15.5 đến khoảng vùng 16. Được. C32 và Nhà Từ Liêm. C32, hỗ trợ của C32 ở đây vùng 23.5 đến vùng 24. Dự kiến C32 sẽ kéo về khoảng vùng 26, sau đó chém cung, có những điểm test lại cung khoảng vùng 25 không gãy. Và chúng ta sẽ có cái đánh giá về cái động thái mà test cung ở vùng 20 25 ở đây trước khi mà hình thành cái xu hướng tiếp theo.
nhà Từ Liêm, thời điểm hiện tại chúng ta quan sát ở biên hỗ trợ 21.5, biên kháng cự của nó là vùng 26. Tạm thời các anh chị sẽ đánh trading ở trong một cái biên hẹp này, chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán, trước khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Còn hiện tại thì chưa có. DG rồi, hỗ trợ đẹp trên bản tin tuần 24-25, đã có một lực phục hồi, và lực phục hồi này thì sẽ đưa DG về lại kháng cự vùng 3X và dự kiến sẽ có những điểm chém lại ở vùng 28 không gãy. Lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trên 3 triệu cổ phiếu và đánh hút về thoát vùng 29.5, thì như vậy là anh chị chúng ta hoàn toàn có thể tăng tỷ trọng của DG. HTN hiện tại cũng không có nhiều cái dư địa lớn, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng hỗ trợ 31 thì chúng ta có thể cân hàng, và vùng kháng cự ở đây hoặc vùng 38 thì chúng ta có thể bán ra 37-38. Cổ phiếu IDC là một mã rất là hay, và gần như là một cái mã mà các anh chị có thể xem lại ở những cái bản tin mùng phân tích một sóng lên của IDC, gần như là tuyệt đối và đạt được cái target 46.5 là cái target cao nhất trên cái mức dự kiến có thể cán vùng 5X ở đây, nhưng đạt được cái mốc 46.5. Sau đó thì IDC chỉnh ở đây, hỗ trợ ở đây các anh chị 28.5 đến vùng 3X, và bắt đầu từ đây thì chúng ta phân tích một sóng lên. Khi IDC chạm lại đây chính là chạm lại vùng kháng cự này, 40, tức là trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích sóng lên ở bên này thì đây là vùng kháng cự, thì nó chạm lại thì nó đã có ba phiên test kỹ thuật ở đây cực kỳ đẹp, lại vùng 38.3. Cái vùng 38.3 chính là cái vùng mình đã phân tích ở cái điểm này này, các anh chị có thể xem lại đó, ở điểm này tức là khoảng ngày 11 tháng 1 đó. Thì với tín hiệu IDC như này thì phiên ngày thứ hai có thể nó sẽ test nhẹ lại, nó sẽ test nhẹ lại vùng 4X không gãy và cầu tiếp tục vào trên 4 đến 5 triệu cổ phiếu, thì cái xu hướng mà IDC có thể chạm về vùng 45 đến vùng 46 là hoàn toàn khả thi. Mã cổ phiếu KDH cũng là một mã khuyến nghị để đầu tư. Vùng hỗ trợ KDH ở đây 30.5 và vùng kháng cự ở đây là vùng 34. Với xu hướng hiện tại thì KDH hoàn toàn có thể đánh bật về vùng kháng cự 34 ở đây, và các anh chị lưu ý là khi về đến đây thì chúng ta có thể canh để chúng ta hiện thực hóa một phần. VLC thì em này đến thời điểm hiện tại là đang có những cái tín hiệu tạo nền ở đây thôi. Đây có thể trả lại vùng 8.5. Đó, xu hướng là như vậy, nó sẽ đạp xuống này. Rồi bắt đầu khoảng từ vùng 8.5 thì chúng ta cũng có thể bắt đầu phân tích một sóng hồi kỹ thuật của con VLC. Con này là đầu cơ khá là tốt các anh chị nhá. Khi nó chạy là nó chạy cũng tít đấy. Tín hiệu này thì chỉ cần cái tín hiệu dòng tiền nó bật lên phát nữa là xong. Cổ phiếu Nha rất là hay. Đó. Tăng cực kỳ mạnh. Đó, hỗ trợ đây vùng 19.5 đến vùng 20, và bây giờ đã bật lại được về đến vùng 24 rồi, tức là về lại cái vùng đỉnh cũ trước khi mà nó rơi. Dự kiến thì có thể lên được vùng 26 cộng, hoàn toàn là khả thi. DRH Dreamhouse, DRH là một cái mã cũng rất là hay. Mà ngày xưa trong một cái phân tích sóng lên ở đây thì chúng ta đã phân tích lên được đến 12/12, và cũng đâu đó cũng bắt đầu từ cái vùng hỗ trợ đẹp này. Từ vùng hỗ trợ ở đây là, nếu mà nhớ không nhầm, là cũng từ vùng hỗ trợ 8 mà chúng ta phân tích lên đến tận đây. Thì quay trở lại sau khi mà nó đạp một phát ở đây trên bản tin tuần thì chúng ta cũng nói về cái vùng hỗ trợ của nó ở đây. Và anh chị nhìn thấy không? Đây. Đúng cái vùng hỗ trợ này và cổ phiếu bắt đầu bật lên. Ai bán ở phiên này thì chắc chắn là bây giờ ngồi khóc rồi. Ở vùng 8 đến vùng 8.5 các anh chị, và dự kiến thì nó sẽ đưa cổ phiếu này về lại được vùng 10.3, sau đó thì nó lại có một cái động tác là nó nghỉ ngơi đây rồi chúng ta sẽ có những cái đánh giá đó, những cái đánh giá ở đây, rồi chúng ta mới bắt đầu cổ phiếu mới có thể kéo tiếp được. Cái con cổ phiếu nó giống như con người các anh chị như nào thì cổ phiếu nó như thế đó thôi.
Cổ phiếu EVG, EVG cũng đã được khuyến nghị đầu tư, và con này cũng rất có duyên, rất có duyên. Và chúng ta cũng đã gần như phân tích được trọn vẹn cái target của cổ phiếu này là 12, đạt 12/12. Rồi, hỗ trợ đây các anh chị ơi, 7.5 đến vùng 8 EVG. Và như vậy thì EVG cũng sẽ tiếp tục một cái hành trình bay thôi. C2 kết thúc tuần hơi xấu, nhưng mà cũng chưa phải là vấn đề lớn. Khi mà em này cũng đã có một cái điểm đây 19.8 đẹp bật lên thì hiện tại đang bị lực chốt này. Phiên cuối tuần thì chốt hơi thái quá, nhưng nếu mà phiên ngày thứ 2 tuần tới mà lấy lại được vùng 21-21.5 thì vẫn là ok. CKG đến thời điểm hiện tại thì nó bay hết mọi cái kháng cự rồi. CKG rất là hay, và đến thời điểm này thì CKG có thể đi về cái target ở khoảng vùng 18. Anh chị mà đang cầm em này thì chúng ta yên tâm, chúng ta tiếp tục cầm sell. Và PDR sell thời điểm này thì cũng chưa thể bật mạnh được, khi mà lực cầu tiếp tục ở một cái trạng thái rất là thấp sau cái lực bật hỗ trợ của sell từ vùng hỗ trợ 7.7 đến vùng 8.2. dự kiến thì sell sẽ test lại cung ở khoảng vùng 9.2 thêm một vài phiên trước khi một cái lực cầu nó quay lại trên khoảng tầm 5-7 đến 8 triệu cổ phiếu bắt trở lại, thì cái phiên đó là phiên mà chúng ta có thể gia tăng thêm tỷ trọng. PDR mục tiêu thì sẽ đi về khoảng vùng giá 62 sáng, cửa đi về 62 là sáng. SCR thời điểm này cũng đang thấy hay rồi, hơi chậm một tí nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì chậm là do các anh chị không xem những bản tin tuần thôi. Bản tin tuần 7.3 đến 7.5 và dự kiến thì từ cái vùng này nó sẽ phục hồi và nó sẽ đi lên. Trên góc độ kỹ thuật thì phiên ngày hôm nay SCR đã ngồi lên được trên vùng 8 là đẹp, nhưng mà khả năng thì nó sẽ có điểm, một cái điểm tả cung lại đây này, tức là khoảng vùng 79 thì nó 79 trước khi mà nó tiếp tục kéo thì nó sẽ có một cái nhịp nháp ở đây này, thì các anh chị là canh cái nhịp nháp này để chúng ta vào để chúng ta mua này. Dự kiến sẽ hồi lại về khoảng vùng 9.5 đến vùng 10 trong nhịp này. Rồi, chúng ta đã xong nhóm ngành xây lắp, và tiếp theo chúng ta sẽ đi một cái nhóm ngành rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì hiện tại giá dầu thô current đấy, giá dầu thô chuẩn bị rồi, tối nay kiểu gì cũng bung nóc con này. Giá dầu thô trong những cái bản tin mà phân tích định lượng tuần đó, thì cũng đã có nói đến câu chuyện là khả năng sẽ đánh bay cái vùng kháng cự 56 ở đây và dự kiến đi về khoảng vùng 6x, và đây sẽ là những cái yếu tố để tác động cái xu hướng của nhóm dầu. Cùng với đó thì theo kinh nghiệm thị trường thôi, tức là banh chứng khoán P trụ sẽ là những cái thằng chạy đầu tiên, rồi sau đó nó mới lan cháy sang những cái thằng khác. Thế thì thằng P sẽ là những cái thằng mà chúng ta sẽ thử xem là trong tuần vừa qua thì P nó đã chạy như thế nào, và những cái nhận định, những cái phân tích định lượng sớm của như vậy thì nó có ích không, nó có giúp ích được gì cho chúng ta không, thì chúng ta sẽ xem. Đầu tiên sẽ là gap đây, nó bản tin tuần gap chạm về hỗ trợ đây vùng 72, sau đó thì nó kéo bật lên và điểm chém cung 75 cực đẹp trong hai phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, lực cầu tiếp tục kéo thì đã đưa gap về lại vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 82, dự kiến sẽ có những điểm test cung lại ở vùng 80. Không gãy thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo về gap ở đây. Vẫn bị viêm họng các anh chị, mãi không khỏi được. PLX cũng có một cái cây nến thần thánh của ngày thứ 6, sau đó thì PLX thiết lập một cái nền ở đây, đó là nền 47.5 đến nền 48. Cái nền này nó mới là cái nền thực sự để chúng ta đi phân tích và định lượng về thị trường này, còn cái nền này thì nó sẽ rất là khó. Và cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nhóm P đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, PLX đã tăng từ vùng 48 và hôm nay là vùng 52. Xem nào, 48 trừ đi 52, 4/48 đã tăng được khoảng tầm 8% trong một tuần, rất là mơ ước. Gửi banh một năm được có 5% thôi các anh chị, mà một tuần đã được 8.3% rồi. Như vậy là những cái phân tích định lượng về nhóm ngành của ông Lê nó cũng sẽ khá là sát đó các anh chị, nên là chúng ta chú ý. Thì với tín hiệu hiện tại PLX sẽ có thêm thời gian ở khoảng vùng 51.5 đến vùng 52 trước khi hình thành một cái lực test cung ở đây và lực kéo của PLX kéo lên.
Nhóm PVF 3 cổ phiếu top đầu trong nhóm P mà chúng ta thường xuyên để khuyến nghị đầu tư, đó là PVS. Thì PVS cũng đã có phân tích một cái điểm chém cung ở khoảng vùng giá 15. Lực hồi phục của PVS nhóm P đây rất là tuyệt vời, đã đưa PVS vượt cái ngưỡng vùng 18.5 và đang đi test lại cung vùng 18. Kịch bản PVS test cung lại 18 không gãy, lực cầu tiếp tục đi vào khoảng trên 10 triệu cổ phiếu là anh chị em chúng ta hò dô ta tiếp tục chiến đấu PVS. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng hỗ trợ của PVD đây 15.5 đến vùng 16, và nhóm P hồi phục thì không thể PVD không hồi phục được, PVD phải chạy đầu tiên. Rồi chạy lên đến đây thì cũng đã chạm về cái vùng kháng cự. Chính vì nó chạm về kháng cự 19.5 đến vùng 20 nên nó bắt đầu ẩm ương đấy các anh chị này. Rồi nó ẩm ương thì cho nó ẩm thôi. Chúng ta thấy quan sát vùng 19.5 ổn định thì lực cầu lại tiếp tục quay lại trên 10 triệu cổ phiếu và kéo cổ phiếu vượt thoát vùng 19.5, chúng ta tiếp tục cân hàng. Các anh chị lưu ý là những tài khoản đang cầm nhá, còn những tài khoản mua mới chúng ta phải mua giới này này, chứ còn lên đến đây đến lúc T3 nó đá cho cái này bảo ông Hùng đang bảo mua xong lỗ, bởi vì hiểu sai bản chất vấn đề. Rồi cổ phiếu PVT cũng là một mã cổ phiếu rất là ok. Bật lên từ vùng hỗ trợ 14 đến vùng 14.5. Điểm chém cung ở đây vùng 15 đẹp và cũng đã đưa PVT về vượt lại cái kháng cự của chúng ta ở đây, đó là vùng 16.3, 15.8, 16.3. Và dự kiến thì hoàn toàn tương tự như vậy, là nhóm P sẽ có thêm một vài điểm test ở đây, ít nhất khoảng tầm độ 2 điểm thôi. Nó test được như này đó là 2 điểm test rồi, thêm khoảng 2 điểm nữa thôi đó, trước khi mà hình thành một cái lực cầu quay trở lại trên 7 triệu cổ phiếu và cái giá nó kéo vượt vùng 17 thì anh chị em ra lại hò rồi khoan kéo. Rồi con pet nó đánh hơi lằng nhằng, pet này thì nó tính đầu cơ thôi, phập phù, nên là anh chị nào thích thì đánh, không thích thì thôi. Hiện tại thì pet cũng chạm hỗ trợ ở đây vùng 16 chấm vùng kháng cự 16.2, thì dự kiến là nó sẽ có những điểm test cung lại quanh vùng 15.2, không gãy thì lực cầu quay trở lại đánh tiếp tục kéo cổ phiếu này vượt thoát vùng 16 thì xu hướng sẽ đánh về khoảng vùng 18. PXS đã có những cái phân tích khuyến nghị dành cho các tài khoản là bây giờ PXS thì chúng ta phải xử lý là chém ca trên thớt, bởi vì cái điểm mua kỹ thuật của chúng ta trên này bị sai và một số anh chị đang cầm lại. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải cần tiên lượng được là cái điểm nào thì PXS sẽ tạo nền xây đáy ở đây. Thì với tín hiệu hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát vùng 6 đến vùng 6.3, và vùng này thì dự kiến là nó sẽ tạo nền xây đáy và nó cần thêm cái tín hiệu xác nhận dòng tiền thì đang ổn rồi, và nó sẽ cần thêm những cái tín hiệu xác nhận khác nó tích cực hơn, tức là cái lực cầu nó phải bắt trở lại đâu đó khoảng trên 500.000 cổ phiếu một phiên rồi. Cái nhóm top 3 mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư rất là mạnh mẽ ở trong cái nhóm P đó là, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến top 3 của cái em sau này. Oi đó, hỗ trợ của Oi đây tốt chứ anh, 8 đến vùng 8.4, bật lên điểm chém cung ở đây ở vùng 9, phiên ngày thứ 2 chém, phiên ngày thứ 3 chém, sau đó bật lên và lực cầu này cũng đã đưa Oi về lại cái kháng cự ở đây vùng 11.3. gặp kháng cự nó chưa dậy được ngay đâu, ông này sẽ có thêm 1 đến 2 phiên nữa test lại cung ở quanh vùng 10.5 đến vùng 10.7 ở đây, trước khi cái lực cầu có thể quay trở lại trên khoảng tầm 1.5 triệu, trên 2 triệu cổ phiếu để đánh breakout. Trong một cái chúng ta phân tích một sóng lên ở đây thì nó ở kháng cự ở đây, thì bây giờ nó gặp lại ở đây thì nó cũng sẽ gặp khó khăn. BSR qua là ổn rồi đúng không ạ? Rồi lực cầu duy trì trên 6-7 triệu cổ phiếu một phiên như thế này là tốt rồi. Hỗ trợ đây 7.6 đến vùng 8, điểm test cung vùng 8.35, dự kiến hồi phục. Và trong tuần thì BSR cũng đã đánh bay được cái vùng 10.5 ở đây rất là ok. Cái vùng giá tâm lý nó đã được đánh vượt thoát ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư. Và với xu hướng hiện tại vùng 10.6 đến khoảng vùng 11, chúng ta sẽ có những điểm trả cung ở đây trước khi lực cầu quay trở lại để kéo cổ phiếu đánh về lại vùng 12, mạnh mẽ nữa thì lên khoảng vùng 13. Tạm thời như vậy chúng ta đang
đặt ra những cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đây để chúng ta chốt. Đó, BFR là hàng bây giờ là chỉ có chốt thôi. Đó. Còn những cái điểm mua này á, là những điểm mua, ví dụ chúng ta ở dưới này chúng ta đã gom được khoảng 50.000 cổ phiếu chẳng hạn, thì những cái điểm này chúng ta có thể mua thêm 20.000 cổ phiếu. Đó, nếu mà chúng ta có 1.000 cổ phiếu ở đây thì chỗ này chúng ta có thể mua thêm 500 cổ phiếu ở đây nữa. Đấy, câu chuyện là như vậy, chúng ta bình quân giá lên, không bình quân giá xuống. VOV kép mà thời điểm hiện tại cầu cũng quay lại khá là tốt rồi. Hỗ trợ 11.11 đến 11.4, gặp lại kháng cự đây là vùng 13, sẽ có những phiên test trả lại cung, test cung khoảng vùng 2.5, không gãy. Lực cầu tiếp tục quay trở lại, bật lại phải trên khoảng tầm độ 10 triệu đi. Tầm 10 triệu và kéo vượt thoát vùng 13 thì đấy cũng là điểm mà chúng ta có thể đóng hết, gọi là mua all in ở trong cái điểm đấy, gọi là điểm mua cuối cùng cho cổ phiếu. Rồi, nhóm dầu khí xong rồi, bây giờ đến nhóm banh anh chị. Nhóm banh cũng là một cái nhóm rất là quan trọng. Vì sao nó lại quan trọng? Bởi vì nó là cái thằng chạy đầu tiên trong một cái nhịp hồi kỹ thuật của thị trường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích BIDV. BIDV quá là đẹp rồi, rất đẹp cho một cái trend, bắt đầu một cái trend lên. Thì cái nguyên lý của team của chúng ta là như thế nào anh chị? Đây, thì team của chúng ta là gì? Khi mà cổ phiếu xuống thì chúng ta phân tích một sóng xuống. Và rất nhiều những anh chị đã trải qua những cái giai đoạn này, bit rơi. Rồi về đến đây chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên. Rồi đó, và ví dụ rơi về đến đây chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên. Rơi về đến đây chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên. Và sóng lên của bit thì chúng ta dừng chân ở vùng giá 50, dừng chân ở target 50 là kịch kim. Và cái mấu chốt vấn đề của bit nó đến từ đâu? Đến từ cái phiên giao dịch bị mất vùng 48. Đó, mất vùng 48 thì nó rơi. Đó, thì ở đây là các anh chị có thể xem lại những cái bản tin ở cái chỗ này này. Nó cũng nói rồi đấy, chứ không phải không nói đâu. Đấy, thì nhắc lại cho các anh chị để các anh chị hình dung được một cái cách mà chúng ta đi phân tích là như vậy. Bây giờ đang phân tích một sóng lên này này. Hỗ trợ đây 37.5 đến vùng 38, điểm chém cung 39 đẹp. Dự kiến bit sẽ đánh chạm vùng 42, có những điểm test lại đâu đó khoảng vùng giá 41, không gãy kèo và lực cầu tiếp tục quay trở lại, bit sẽ tăng. Bit đẹp quá. Vietcombank cũng là một cái mã mà gọi là kéo điểm số kinh khủng của thị trường. Rồi, và đây này, đó, xuống này, hỗ trợ này, điểm đây 88.5. Trong cái tuần thì Vietcombank cũng đã chính thức đi về lại được cái target vùng 100 trên bản vùng 100 này, chính là cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta xây ở bên này. Thì dự kiến là Vietcombank sẽ có những cái điểm test cung, về đến đây nó sẽ test cung anh chị. Nó sẽ test cung khoảng vùng 96 đến khoảng vùng 97. Vùng này sẽ cần thêm một vài phiên đấy, nó không phải đơn giản đâu, trước khi mà nó có thể hình thành kéo tiếp một cái nhịp để lại quay về lại đây, lại về lại cái vùng kháng cự khoảng vùng 106. Công thương cũng đẹp. CTG đây, hỗ trợ ở đây 28, vùng 28.5. Các cái điểm mà cổ phiếu có thể test cung ở vùng 30.6, từ đây chúng ta phân tích một cái lực hồi phục. Và tín hiệu tích cực là công thương ở trong tuần cũng đã break. Đó, đây các chị, trong một cái điểm mà chúng ta phân tích ở lên ở đây, thì đây cái điểm 30-34 này nó trở thành cái vùng kháng cự rất là khó của công thương. Thì trong tuần công thương đã đẩy qua, sau đó hai phiên test này, và phiên kết tuần thì chính là cái phiên mà bản thân là trong buổi tối ngày hôm qua thì Hùng đã dự báo rằng nhóm banh sẽ chỉnh. Nhóm banh sẽ chỉnh xong và chúng ta cần phải nhanh chân để chúng ta đây, tức là Hùng quan sát cái phiên giao dịch của ngày thứ năm. Cái động thái giao dịch của nhóm banh gần như chỉnh rất nhẹ nhàng. Điều này nhen nhóm thêm là nhóm banh sẽ kỳ vọng sẽ sớm phục hồi để làm nòng cốt cho thị trường. Và lúc ngày hôm qua thì rất là muộn rồi,
23 giờ 24 phút, các anh chị biết là cái cường độ làm việc cùng lên ngày làm việc, đêm làm việc để có thể có được những cái điểm test cung cầu hỗ trợ cho các anh chị như vậy. Ví dụ bit đấy, dự test cung không không gãy ở cái vùng 40-40.7 mà không gãy, cầu vào tiếp tục cân. Tức là để chuẩn bị cho cái phiên giao dịch ngày hôm nay này, thì buổi tối ngày hôm qua là ông đã phải ngồi để ông xem là ở công thương thì nó sẽ test ở vùng nào, về công banh thì nó sẽ test ở vùng nào, ACB thì nó test ở vùng nào, VBank thì nên bán chưa, vân vân và vân vân đấy. Và với những ý đồ hiện tại thì công thương hoàn toàn có thể đi về vùng 38, VBank ngay từ đầu tuần khuyến nghị đảo hàng chém cá ở trên thớt, cuối tuần thì nó về luôn vùng 36 cộng và vùng 36 đến vùng 38, đây là vùng kháng cự của VBank. Dự kiến thì cổ phiếu sẽ có những điểm đạt chạm lại vùng 38 và sẽ test cung ở đây, và chúng ta sẽ xem thử xem là nhịp này thì VBank test cung như nào, thì cũng sẽ cần chờ thêm cái tín hiệu đó để đánh giá. MBB cũng cực chất luôn trong những điểm chém trả cung ở đây đó, hỗ trợ trên bản tin tuần 21 vùng 22, điểm trả cung trên vùng 22, có hai phiên trả cung, sau đó lực cầu tiếp tục ổn định kéo. Và MBB cũng đã phiên ngày hôm nay chính là những điểm test lại cung vùng 238 đến vùng 242 rất đẹp ở đây, không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì lên, giá cổ phiếu tăng, dự kiến sẽ trước mắt sẽ chạm lại về vùng kháng cự, đây là vùng 26 của MBB. Techcombank ngay từ đầu tuần cũng khuyến nghị đảo hàng chém cá ở trên thớt, và đến thời điểm hiện tại thì Techcombank có một điểm chém ở đây 31.2 cực kỳ đẹp. Dự kiến Tech sẽ có thêm những cái điểm kéo, và những cái điểm kéo này có thể đưa cổ phiếu Tech về khoảng vùng mắc ở khoảng vùng 37.5. Sau đó nó có những cái nhịp test lại cung ở vùng 36 và sẽ có thêm những cái đánh giá về Tech ở vùng này. ACB, ACB cũng như vậy, các anh chị nhìn thấy đây, hỗ trợ vùng 24 đến vùng 25, sau đó thì cổ phiếu này nó đã phục hồi đó, chúng ta phân tích một sóng lên, banh chạy đầu tiên mà nên nó phải lên đúng không ạ. Rồi, và sau đó thì trong cái tuần vừa qua thì cái tín hiệu kỹ thuật của ACB cũng cực kỳ là quan trọng, khi break được cái vùng 28, bản thân nó đã có một điểm test cung ở đây rồi đó, như vậy là vùng 27.5 đến vùng 28 của ACB rất ổn. Và với tín hiệu này thì chúng ta sẽ nâng cái target của ACB lên khoảng vùng giá 3x là khả thi, tức là nhịp này ACB sẽ tiếp tục đánh tiếp. Banh tiếp tục đánh. TPBank. TPBank cũng có một cái lực hồi phục rất là mạnh, và điểm mà chúng ta dự chém cung ở khoảng vùng 23.5, từ điểm này thì Tech cũng đã chính thức trong tuần chưa break. Suy soát thôi, trên vùng 26.5 một tí, 26.7, tức là 0.2 line. Thì Tech sẽ có thêm, về bản chất là nó đã có 3 phiên ở trong cái vùng tích lũy 26, vùng 26.5 rồi. Thì dự kiến là nó chỉ còn 1 phiên nữa thôi, căng lắm 1 phiên nữa thì sẽ đánh lên khoảng vùng 28. Vượt thoát vùng 28 thì sẽ có vùng 3X ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. STB ngay từ đầu tuần cũng đã có những khuyến nghị để đảo hàng, bởi vì đã nhìn thấy những cái lực cầu và những cái tín hiệu gọi là tín hiệu đảo pha xu thế của STB. Hỗ trợ vùng 15.5 đến vùng 16, sau đó thì có, chúng ta có nói đến điểm chém cung ở vùng 16 đây, các anh chị nhìn này, một phiên, hai phiên, cứ tít về đến tận vùng 16 là nó hút view lên cái, thích không ạ? Thích chứ. Rồi, view lên đây này rồi, và STB cũng trong cái tuần này nó cũng có một cái điểm nhấn kỹ thuật ở vùng 17.5 đến vùng 18 rất đẹp. Phiên kết tuần đóng cửa cái giá cao nhất, nó nhóm banh trở lại, nó là như vậy đó. Tối ngày hôm qua là phải view ngay cho các anh chị. Đó, 19.5 dự kiến là sẽ đóng lên khoảng vùng 19.5 đến vùng 20. SHB đẹp rồi, SHB rất là đẹp rồi. Sau một cái nhịp đạp tưng bừng đúng không ạ, thì chúng ta cũng đã tìm về lại cội nguồn ở vùng 12.5 đến vùng 13, điểm chém cung của SHB. Phân tích ở trên bản tin tuần đó là cổ phiếu này sẽ có xu hướng trả cung lại ở vùng 13.5.
Bản thân thì cũng đã có những cái đánh giá rất là chi tiết cho các anh chị rồi, để chúng ta xem lại nhé. Ngay từ đầu tuần đã có những hiện tại đang nhìn thấy đây các anh chị này, anh chị nhìn này, ngày mùng 2 tháng 2 được chưa, SHB nằm ở vị trí số 13, hỗ trợ vùng 12.5 đến vùng 13, dự kiến test cung 13.5. hiện tại cổ phiếu đang có những điểm test cung dự kiến, tức là cái vùng 13.5 này là vùng test cung dự kiến. Tiếp tục quan sát nhịp tạo nền, xuất hiện một phiên trên 30 triệu giá bật lại về vùng 19, cân nhắc đảo hàng chém cán đến thớt. Thì những cái này bây giờ nó mới vẽ, tức là bây giờ chúng ta nhìn lại ấy, nhiều anh chị bảo là bây giờ ông Hùng ông ấy nó qua rồi, bây giờ ông nhìn lại thì ông mới chém bảo là nó test ở vùng 13.5, nhưng không phải câu chuyện như thế. Tức là những cái điểm ông phân tích kỹ thuật về cổ phiếu test cung ấy, nó có thể về cao hơn điểm đó hoặc sâu hơn điểm đó, nhưng phần đa nó sẽ gần sát với điểm đó. Đó, nó sẽ gần suýt sát với điểm đó. Đó, thì chúng ta có thể quan sát thực tế. Chứ còn nếu mà Hùng bảo 13.5 nó về đúng 13.5 thì Hùng lại thành thánh nhân, đúng không ạ? Nhưng chúng ta dự báo một cái xu hướng về cổ phiếu thì sau đó thì chúng ta sẽ lần mò thêm. Đó, câu chuyện nó như vậy. Rồi, đẹp rồi các anh chị, đánh bật luôn vùng 14. Đánh luôn bật luôn vùng 14 và sau đó phiên kết tuần thì ngồi chồm chỗm trên vùng 15 và những cái điểm test cung trong phiên ngày hôm qua. Đó, chính vì phiên ngày hôm qua nhìn thấy banh test đẹp quá nên phiên ngày hôm nay tối qua phải nói luôn là banh sẽ chạy tiếp đó các anh chị, chú ý cứ thế mà chủ động mà canh. Rồi SHB đẹp rồi các anh chị, nhịp này như vậy sẽ đánh về lại kháng cự đây vùng 17 đó. Rồi về đến nó thì mình sẽ nói tiếp câu chuyện tiếp theo của SHB. Đi đến đâu chúng ta xây đến đấy. Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank ok. Vùng hỗ trợ đây các anh chị 11.5 12 và đã đưa cổ phiếu này về lại kháng cự 14. Như vậy thì vùng 13.7 đến vùng 14 được kích hoạt chính là vùng ở đây. Chúng ta sẽ quan sát thêm 1-2 phiên test cung của Liên Việt Postbank, quá là đẹp luôn. BVB hiện tại thì đang hơi yếu. Nhưng không sao cả, cổ phiếu này thì cứ bình tĩnh cầm dài dài một tí cũng không sao. Hỗ trợ ở vùng này 11, dự kiến sẽ đánh chạm vùng 12.5 và sẽ có những cái điểm test lại biên 11.5 đến biên 12 trước khi mà hình thành một cái lực tăng tiếp theo của BVB ở đây. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán. Thì song trùng với cái câu chuyện mà phân tích nhóm banh thì các anh chị cũng có thể thấy là Hùng đã cập nhật rất là chi tiết về nhóm ngành chứng khoán, bởi vì là nó có những cái tín hiệu đảo pha về mặt xu thế, và những cái tín hiệu đảo pha đó thì sẽ giúp cho chúng ta gom cổ phiếu ở trong những cái thời điểm rất là thời khắc đó. Ví dụ ngày 1 tháng 2 lúc đó thì đâu đó khoảng tầm độ 10:30 thì chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu đảo pha xu thế, tức là cái tín hiệu đảo chiều từ cổ phiếu giảm sang cổ phiếu tăng từ vùng 49 đến 49.5 của nhóm VCI ví dụ như vậy. Sau đó tiếp tục ngày 2 tháng 2 thì Hùng tiếp tục đánh giá đấy tất cả các mã cổ phiếu chi tiết đến từng cái điểm rồi từng cái tín hiệu kỹ thuật để cho các anh chị có thể chủ động trong phiên theo thế mà đúng bài mà chúng ta làm. Đấy, hỗ trợ này, thoát vùng 27 này, vượt vùng 28 này thì đấy là cái dấu hiệu vân vân thì rất là chi tiết cho anh chị. Và nhóm ngành chứng khoán sẽ tiếp tục tăng, VCI VCI chúng ta nói đến cái điểm trả cung của VCI ở đây vùng 47 trên bản tin tuần, và dự kiến sẽ có những điểm test kỹ thuật trong cái quá trình đi lên của VCI. Và nhịp này thì không còn cái nghi ngờ gì nữa, VCI sẽ đánh lên lại cái vùng kháng cự ở đây là khoảng vùng 60. HCM chúng ta nói đến vùng hỗ trợ của cổ phiếu này 24 đến vùng 24.7, điểm trả cung ở vùng 25. Từ đây chúng ta phân tích một nhịp sóng hồi của HCM sẽ chạm lại vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5. Tín hiệu hiện tại của HCM đang khá là ok, ủng hộ cho một trend lên. Ta tiếp tục cầm thôi.
Điểm mua thì không còn nữa rồi, điểm mua đấy chính là những cái điểm mà gần hỗ trợ thôi, chứ còn bây giờ thì cũng không bao giờ ông bảo là các anh chị mua đi, đúng không ạ? Còn các anh chị mua thì chúng ta sẽ chấp nhận ở một góc độ là chúng ta chấp nhận giá cao hơn và đi sau hơn so với nhiều người. Cổ phiếu SSI hỗ trợ ở đây vùng 26 đến khoảng vùng 27, dự kiến SSI sẽ bật về kháng cự 32. Thì trong tuần kết tuần là SSI đang đi về cái biên kháng cự ở đây này, vùng 31 đến vùng 32, như vậy là cổ phiếu này cũng sẽ chỉnh kỹ thuật trước khi tích lũy lại được cái nền tảng ở đây thì nó mới chạy tiếp được đó. Nên là khi mà cổ phiếu về đến vùng 31 đến vùng 32 rồi thì chả ai mua cả, chỉ có canh để bán, ví dụ như vậy. Trừ trường hợp đó, trừ trường hợp là cũng có đánh giá thêm những cái tính tạo lập của cổ phiếu ở đây. SHS cũng đã có một cái lực hồi phục về mặt kỹ thuật từ vùng 20 và lên đến chạm đến vùng kháng cự đây, vùng 26-27 đây anh chị này, chạm kháng cự này, nên là nó tụt đầu này, hai phiên này nó tụt đầu này. Thì nó tụt đầu thì nó tụt về đâu? Tốt nhất là vùng 24 giữ được ổn, không sao cả, thì chúng ta vẫn tiếp tục cầm nắm cổ phiếu và chờ một phiên lực cầu đánh bật lại trên khoảng 6-7 triệu cổ phiếu, chúng ta sẽ tiếp tục cân SHS. Cổ phiếu VND là phải xoáy sâu ngay từ đầu bởi vì VND là một cái mã cổ phiếu rất là hay, cái tính đầu cơ của nó cực kỳ lớn và khi nó chạy cực kỳ nhạy đấy, cứ thích những em mà nhảy nhạy là sướng. Hỗ trợ trên bản tin phân tích tuần 20 đến 21 và chúng ta có nói đến một cái điểm chém cung đó, anh chị nhìn thấy chưa, chém về vùng 22, các anh chị cứ thử xem lại xem Hùng có nói điểm 22 trên bản tin tuần không đó. Thì nó sẽ có những cái điểm test lại, trả lại cung ở đây và từ đây lực cầu ổn định đưa cổ phiếu VND về lại vùng kháng cự đây, kháng cự 28. Nhịp này thì VND xu hướng này đi về vùng 28, sau đó chỉnh cung ở đây và chúng ta sẽ đánh giá cái cung ở đây để chúng ta xem là có đi được tiếp hay không đó. Về đến kháng cự thì chúng ta phải đánh giá lại. FTS cũng đẹp rồi, FTS bây giờ tín hiệu kỹ thuật thế này là quá đẹp. Vùng hỗ trợ của FTS đây, vùng 13.8-14.3, có những điểm chém cung lại 14.5, đẹp như trăng rằm, từ đây hồi phục lên. Điểm hồi phục này thì đưa về cái vùng kháng cự đây 16-16.5, dự kiến là test một phiên hai phiên rồi, chắc là test thêm một phiên nữa là FTS sẽ kéo thôi. FTS mà kéo thì rất là nhẹ, và khi mà có những cái tín hiệu mà break khỏi nền này này, nền 16.5, thì chúng ta có thể cân thêm hàng cho target 18 cộng. MBS ở đây rồi. MBS là đã về đến cái vùng kháng cự rồi, 19.5 đến vùng 20, nó sẽ đổ lại các anh chị, những cái điểm đổ đây này, nó sẽ cần thêm thời gian. Và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở MBS ở khoảng vùng 18. 18 không gãy là được. Ổn. CTS hôm nay cũng tím tái hết cả người như này. Rồi, hỗ trợ đây các anh chị, CTS 11 đến 11.5. Đó, những anh chị nào bán ở đây là có phải giờ ngồi cứ ủi ủi không? Đó, tại sao hỗ trợ chúng ta bán? Hỗ trợ chúng ta cầm lại để chúng ta quan sát tiếp. Khi mà có những cái tín hiệu đảo pha này, đây là những cái tín hiệu đảo pha từ vùng hỗ trợ rất là đẹp này. Rồi, CTS thì sẽ về lại vùng kháng cự ở đây 15, về đến 15 thì em mới phải chỉnh đây đã, rồi chỉnh cung mà ổn định các thứ ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá một cái nhịp đi tiếp theo của CTS. VIX là một cái con tính đầu cơ cũng hay, thanh khoản lớn và về nôm na là có thể đầu tư được, chiến đấu được. VIX có một vùng hỗ trợ 22-22.5 rất đẹp. Vùng này chính là vùng mà trước khi mà chuyển sàn, dự kiến thì VIX sẽ đánh lên khoảng vùng giá 27, sau đó thì có những điểm test lại cung kỹ thuật ở khoảng vùng giá 25 trước khi mà hình thành nên một cái nhịp có thể đánh về vùng 28. BVS rất là đẹp, không thể mua nổi, chậm mất một nhịp. BVS ở đây, hỗ trợ của BVS ở đây rất là đẹp này. Trời, 14 đến 14.5, sau đó thì BVS có những điểm test lại cung về mặt kỹ thuật ở đây cực kỳ là ổn định luôn. Sau đó thì đây chính là cái tín hiệu để xác nhận rằng BVS đã test cung xong.
Xu hướng hiện tại thì BVS sẽ kéo về khoảng vùng giá 22 trước khi chỉnh kỹ thuật ở đây. Xu hướng của BVS đang tăng rất là đẹp và rất là ổn định luôn. Cổ phiếu nào? AAS hiện tại thì đang hơi hơi kém một tí. Tuy nhiên không sao, AAS chúng ta nói đến vùng hỗ trợ 5.7 đến vùng 6 này, sau đó thì có điểm chém cung 6.3 này. AS đang kéo được đến về 8 và dự sẽ có những điểm test lại khoảng vùng 7.35, không gãy thêm 1 đến 2 phiên nữa, lực cầu đang thấp thấp như này là được rồi. Ta sẽ chờ một cái tín hiệu kỹ thuật để lực cầu quay trở lại ổn định hơn đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục cân thêm hàng. Cổ phiếu BSD thời điểm này cũng bắt đầu là nói đến em này bởi vì cái tính đầu cơ của BSD nó rất là cao. Đó, anh chị có thể thấy đây. Thì vùng hỗ trợ của BSI đó là vùng 11 đến vùng 11.5. Không biết BSI có phân tích ở trên bản trên ấy tuần không? BVS BSI có khi là sau, chỉ nói đến ORS là hết à. Kiểu gì cũng phải có BSI nhỉ. À, BSI là đến nó nằm ở đâu? Đây. 12. BSI nó nằm ở 12, có đánh giá về BSI đây này. Tức là mùng 2, ngay từ ngày mùng 2 tháng 2 này là đã đánh giá hỗ trợ BSI này. Và theo quan sát của ông Lê thì cổ phiếu bắt đầu bật tăng trở lại từ vùng này. Đó, từ vùng, ngay từ đầu tuần là đánh giá từ vùng 11 đến vùng 11.5. 11 đến vùng 11.5 đây, và cổ phiếu bắt đầu bật tăng. Đấy, ngày mùng 2. Đây, ngày mùng 2, đây chính là ngày này. Đó, và như vậy thì BSD nó tăng như thế này thì làm thế nào các anh chị? Bây giờ nó chỉ tăng thôi, dự kiến là nó sẽ tăng lại khoảng vùng 16. Đấy. ORS chỉ có cổ phiếu AGR là chưa đánh giá thôi. ORS đấy, lực phục hồi từ vùng hỗ trợ 11 và đến bây giờ là nó tăng lên đến 14 rồi. Đây này, ORS này, hỗ trợ giá 10 phiên mai này, test cung nhẹ 11 không gãy này là chiến đấu được. Đấy, 11 thì bắt đầu từ cái vùng 11 là bắt đầu chúng ta nói. Đây, từ vùng 1 đây. Vùng 1 đây. Rồi, ok. Và đến bây giờ thì chạm kháng cự rồi. Vùng 14 tại sao phải mua các anh chị? Ở vùng này chúng ta bán đi đúng không ạ? Đấy, nếu mà những anh chị mà thường xuyên theo dõi bản tin của mình thì chắc chắn sẽ không bán ở vùng này. AGR là một cái mã cũng rất là hay. Hỗ trợ của em này ở đây vùng 8.5 đến vùng 9 và dự kiến nhịp này sẽ kéo lên khoảng tầm vùng 12. Rồi, 1 giờ 7 phút vùng sẽ uống một ngụm nước đã. Chúng ta sẽ phân tích nhóm cổ phiếu ngành thép và sau đó sẽ đi phân tích thị trường chung bởi vì kia cổ họng của Hùng đang có vấn đề, đang rất là khó chịu. HPG, vùng hỗ trợ của HPG ở đây đó là vùng 35 đến vùng 36.5. Và từ đây thì cổ phiếu Hòa Phát cũng đã có những cái điểm test lại cung đó các anh chị này. Đây, những điểm chém lại cung ở vùng 38. Và dự kiến với lực phục hồi này thì sẽ đưa cổ phiếu về lại vùng kháng cự 44 đến vùng 45. Cổ phiếu Hoa Sen dự kiến là sẽ có những điểm test lại vùng 23, vùng 23.5 trước khi mà hình thành một cái lực kéo về mặt kỹ thuật ở đây. Hoa Sen thì vẫn có cả khả quan, tức là khả quan về cái việc là sẽ kéo lại về vùng 26 đến khoảng vùng 27. Cổ phiếu Nam Kim NKG ở đây hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa, nhưng mà cái vùng hỗ trợ 14 đến 14.5 này vẫn đang giữ được thì kỳ vọng là sẽ có một cái nhịp kéo về lại khoảng vùng 17. TVN cổ phiếu rất là hay, ở trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một cái sóng lên từ đây, từ 7 mà nó kéo lên 14 là cũng 100% đó các anh chị. Sau đó thì nó đổ lại về vùng 10. Thì về vùng 10 thì chúng ta lại dò tìm lại cái hỗ trợ ở đây thôi, từ vùng 10 T0, T1, T2, T2, T3. Bật lại rồi thì với tín hiệu này thì hoàn toàn khả thi là TVN sẽ kéo lại về vùng 13.5 đến vùng 4.5. Dự kiến nó sẽ test lại ở đây này, những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây ở khoảng vùng 11.6, 11.5, 11.6. 11.6 ở đây không gãy. 11.6 ở đây không gãy và lực cầu tiếp tục kéo trở lại thì như vậy là sẽ hoàn thành được cái vùng ở đây khoảng vùng 13 cộng. Về đây thì chúng ta cũng chốt bởi vì cái lực phục hồi T cộng thường sẽ bị chốt rất nhanh. Rồi, mã cổ phiếu TLH. Ok anh chị, TLH thì
chúng ta sẽ nói đến cái hỗ trợ của nó ở đây. Nó là mục 6.5. Về mặt hỗ trợ này thì cũng chưa có nhiều cái dư địa để mà cổ phiếu bật lên tăng được đâu. Chúng ta sẽ nên quan sát thêm, xu hướng thì vẫn đang đi ngang ở khoảng mục 6.5 đến vùng 7. Rồi, ok, như vậy là Hùng vừa mới phân tích qua một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản về thị trường cho các anh chị. Cùng với đó thì chúng ta đã đi view lại toàn bộ tất cả những cái kịch bản về phân tích về thị trường trong tuần vừa qua, những cái mấu chốt, những cái điểm chốt chặn về điểm hỗ trợ, về những cái điểm kháng cự của thị trường ở trong một cái quá trình mà chúng ta phân tích một cái sóng lên rất là quan trọng các anh chị. Thì cái câu chuyện của chúng ta Hùng có chia sẻ ở đây đó là gì? Thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, nó biến động theo từng ngày, theo từng giờ, và những cái trend về mặt kỹ thuật của thị trường thì nó cũng biến động theo những cái giá trị giao dịch với những cái khối lượng cổ phiếu mà chúng khớp lệnh được ở trên sàn. Thì trong một cái phân tích của kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, một cái hệ thống phân tích rất là logic và khoa học, từ tổng quan đến chi tiết nhóm ngành đến cổ phiếu, tức là đầu tiên chúng ta phải phán đoán được thị trường chung đang long hay short. Ví dụ thị trường chung đang là trend long, ok, chúng ta sẽ nắm giữ vị thế cổ phiếu. Sau đó thì chúng ta sẽ như vậy khi thị trường chung đang trend long thì nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành chủ đạo để đưa cái trend long của thị trường lên, sau đó cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu chủ đạo để kéo thị trường lên. Đó thì chúng ta sẽ đi theo một cái cốt như vậy thì chúng ta sẽ trở thành cái lập trình rất là tốt. Thì để có được cái tâm lý vững vàng trong quá trình giao dịch thì đầu tiên các anh chị phải chủ động được thị trường. Mà để chủ động được thị trường thì chắc chắn rằng là cái bản tin tuần thì Hùng chỉ nói đến những cái vùng hỗ trợ thôi. Đó, nhưng mà sau đó những cái điểm mà phân tích về mặt kỹ thuật đó, những cái điểm phân tích về mặt kỹ thuật để chúng ta biết được như vậy thì những cái phiên sau, ví dụ như vậy những phiên sau, vậy thì phiên sau thì hỗ trợ sẽ là ngưỡng nào, kháng cự sẽ là ngưỡng nào, thì nó sẽ không có ở trên bản tin tuần mà nó sẽ kế tiếp cái điểm giao dịch liền trước đó. Đấy, cái điểm giao dịch liền trước nó thì mới có đó, ví dụ như vậy. Thì cứ mỗi một phiên, cứ mỗi một buổi tối thì tiếp tục có đấy, ví dụ kết thúc giao dịch ngày thứ ba này đó, rồi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, thì tất cả những cái phân tích định lượng này thì nó theo trực tuyến, và như vậy thì sẽ giúp cho tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ rất là tự tin trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư và cầm nắm cổ phiếu. Thì đấy là một cái lợi thế, đấy là một cái lợi thế rất lớn khi mà các anh chị em về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến VN Index phiên thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Về mặt lý thuyết thì bây giờ là cái tâm lý giao dịch gần như các nhà đầu tư thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, và chúng ta sẽ bảo ra Tết thì tôi mới cân hàng, hoặc là ra Tết tôi mới bắt đầu đầu tư. Nhưng những cái điểm mua đẹp nhất cho con sóng này, những cái điểm mua đẹp nhất cho con sóng này đã bắt nguồn, đã khởi nguyên từ phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba của thị trường. Sau cái phiên giao dịch ngày thứ sáu là phiên mà chúng ta sẽ không phán đoán được, nhưng kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba là chúng ta đã phán đoán được thị trường đang đi lên. Đấy, thì những điểm mua đẹp nhất của nhịp sóng này đã đi qua. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, đối với chỉ số VN Index của chúng ta sang tuần giao dịch tới thì do tâm lý nghỉ Tết nên theo như Hùng Lê dự báo thì nó cũng sẽ không có nhiều những cái dư địa để mà gọi là kinh khủng. Thì trước mắt phiên giao dịch ngày thứ hai thì Hùng sẽ lấy mốc hỗ trợ của thị trường là vùng 1.100 điểm đối với chỉ số VN Index, và điểm test cung ngắn chính là những cái điểm mà VN Index sẽ trả lại quanh cái vùng kháng cự 1.115 điểm đến 1.120 điểm ở đây. Chính là cái mốc kháng cự mà tối qua chúng ta đã đi phân tích về thị trường đấy các anh chị này. Đấy. Đây. Đó, cái thằng quái vật ấy, nó đang ngáng đường đấy này. Đấy, chính là thằng 1.120 đến 1.125 điểm đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Thì sang cái phiên ngày hôm nay thì nó break, tức là nó đã thoát được cái nền này rồi, thì nó sẽ có xu hướng nó test lại cung nhẹ nhàng. Đó, nhẹ nhàng nhất thì nó sẽ test lại cung ở đây. Nó sâu hơn một tí thì sẽ là ở khoảng vùng 1.100 điểm đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Đối với chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hiện tại là trạng thái một cái kịch bản cực kỳ viên nhãn trong tuần giao dịch vừa qua, đó là cái kháng cự cuối cùng của VN30 1.120 điểm, 1.125 điểm
cũng đã được đánh qua. Đó, vậy thì cái câu chuyện khi mà cái vùng kháng cự này được đánh qua rồi thì đây anh chị này, tối ngày hôm qua đó là ông đã chuẩn bị sẵn những cái kịch bản cho thị trường. Đó, VN30 sẽ gặp cái vùng kháng cự này 1130 điểm, và cái vùng này thì cũng đã được đây 1130 điểm cũng đã được đánh bật qua. Thì sau khi đánh bật qua rồi thì nó sẽ có xu hướng test lại cung nhẹ nhàng. Như vậy thì nó hoàn toàn đồng hành cùng với cả VN Index, thì VN30 cũng sẽ có xu hướng test lại cái vùng cung hỗ trợ ở đây. Và cái cung hỗ trợ sâu của VN30 thì cũng lấy cái vùng 1100 điểm này làm cái điểm hỗ trợ. Tức là khi thị trường của chúng ta còn nằm trên mốc này thì chúng ta tiếp tục cầm nắm cổ phiếu, đó, tiếp tục chiến đấu. Còn đối với chỉ số phái sinh thì như thế nào? Thì phái sinh là kết tuần thì phái sinh chưa công được cái vùng kháng cự trong cái mục tiêu mà ông Lê đưa ra ở đây, vùng 1140 đến vùng 1145 điểm, và chúng ta sẽ xem phái sinh đóng cửa bao nhiêu. Đó, tức là phái sinh đóng cửa suýt soát ở biên dưới một tí ở vùng 1140 điểm. Như vậy là về mặt lý thuyết là phái sinh đang ở trong vùng kháng cự mạnh. Thì trong vùng kháng cự mạnh thì cái câu chuyện là khi mà cái vùng phái sinh đang ở vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ có những cái điểm test trả lại cung cầu. Thì cái phiên ngày thứ hai thì cũng dự báo là sẽ có những điểm test cung và những điểm test đẹp. Những cái điểm test đẹp của nó sẽ ở vào biên, ở vào biên ở đây chính là cái biên này, là cái biên biên nào nhỉ? Trong khi chúng ta phân tích. Điểm dưới cũng lấy vùng 1100 điểm làm điểm hỗ trợ của VN30. Như vậy là lần đầu tiên là chúng ta lấy 3 điểm khá đồng hành song trùng với nhau, đó là bộ ba chỉ số này đều nằm trên vùng 1100 điểm. Như vậy là chúng ta yên tâm, chúng ta ăn tết xong có bao nhiêu tiền thì chúng ta mang đi đánh chứng khoán, nói thế nó hơi điêu đúng không, nhưng thị trường của chúng ta sẽ ổn định, và phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới sẽ có những điểm test cung nhẹ nhàng, và ông Lê sẽ tiếp tục cập nhật ở những cái diễn biến chi tiết của thị trường đó, những cái diễn biến rất là chi tiết. Và hàng ngày thì những cái chỉ số rất quan trọng của thị trường đối với VN30, đối với phái sinh và với VN Index, cùng với đó các mã cổ phiếu của các nhóm ngành thì sẽ liên tục được đẩy lên trên Zoom không chat NO02 để cho tất cả anh chị em của chúng ta có những cái tham khảo về quá trình đầu tư. Và có lẽ rằng đây cũng sẽ là bản tin cuối cùng của năm cũ, và chúng ta sẽ bắt đầu hai phiên giao dịch cuối cùng của tuần giao dịch cũ, của tuần giao dịch mới, thì chúng ta sẽ đi nghỉ một cái Tết rất là dài, ở đâu đó 7-8 ngày gì đó đúng không anh chị, và sẽ quay trở lại trong một cái bản tin ở đầu năm mới, bản tin video số 143. Hùng Lê một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, liên tục trong những năm vừa qua đã dành cho Hùng Lê những lời động viên. Rất nhiều những anh chị em đã động viên Hùng Lê bằng, không phải bằng hiện vật mà bằng tình cảm, bằng những cái lời động viên để tiếp thêm cho Hùng Lê thêm những cái sức lực, tiếp thêm cho Hùng Lê thêm những cái động lực, thêm cho Hùng Lê có thời gian để nghiên cứu về thị trường, để chia sẻ những cái nền tảng kiến thức trực chiến, phải nói là trực chiến, không có một tí nào trên lý thuyết về sách vở cả. Đó là những cái thứ mà hàng ngày mà các anh chị sẽ va vấp ở trên thị trường chứng khoán. Và với một cái mong muốn là cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng ngày một lớn mạnh hơn, và các anh chị đã theo dõi Hùng Lê trong một cái thời gian rất là dài thì cũng về để ủng hộ Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, đồng hành cùng với team Hùng Lê để tham gia nhận những cái phân tích, những cái khuyến nghị trong team trong cái thời gian giao dịch trực tuyến. Và nhân dịp là năm cũ kết thúc, bởi vì đây là cái bản tin cuối cùng mà các anh chị sẽ nghe Hùng Lê nói trong năm cũ, vì vậy nên Hùng Lê sẽ gửi lời chúc sức khỏe đến với cộng đồng nhà đầu tư khắp mọi miền Tổ quốc và các cộng đồng nhà đầu tư anh chị em ở nước ngoài một cái năm mới luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn là hạnh phúc, luôn luôn là thành công, và có một cái đón một cái Tết, một cái xuân rất là ấm áp bên gia đình, bên người thân. Chúng ta sẽ tạm thời
gác lại thị trường chứng khoán, gác lại những câu chuyện đầu tư ở trong năm cũ, và chúng ta có thêm những cái suy tư về một cái năm đầu tư chúng ta đã làm được cái gì, chúng ta đã tích lũy thêm được bao nhiêu cái nền tảng kiến thức cho chúng ta để chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình của năm 2021 và những năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo, 10 năm tiếp theo chúng ta có ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nữa hay không? Câu hỏi đó sẽ tự các anh chị trả lời và sẽ do các anh chị quyết định trên những cái tâm lý hành vi giao dịch của chúng ta đấy, và chúng ta sẽ cố gắng lên. Một cái mùa xuân mới sắp về, rất là cảm ơn tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo trong năm mới xuân 2021.